xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Nhật Phương. Và ngày hôm nay là một sáng chủ nhật và Phương đang trên đường đến khu Phước Lộc Thọ để có thể pick up đồ ăn. Mình của Phương sẽ làm tiệc mừng lễ ra trường cho nên ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt nên Phương muốn làm vlog lại và có thể chia sẻ được những khoảnh khắc này với gia đình và bạn bè của Phương ở Việt Nam. Gia đình đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, có thể kể đến là món chả ốc, súp cua, cơm chiên hải sản, bò tái chanh, gỏi ngó sen thập cẩm. Bánh ướt tôm cháy này, dê xào lăn này. Chưa hết đâu, còn có món vịt quay, bánh bông lan trứng muối. Bánh bột lọc, chả Huế, tôm nướng, sườn bò đại hàng. Miếng xào thập cẩm, cơm chiên dương châu. Và cuối cùng đó là món bò nướng lá lốt. Để nói tóm lại là sự kiện chính hôm nay á là mừng các cháu đã ra trường. Đúng rồi, chúc mừng ba đứa ra trường. Rồi bây giờ đây là, bây giờ xin ngoài con xin tất cả mọi người nâng lên để mà chúc mừng các cháu đã đây là bằng ngoại của ông Boy, nội của ông Boy. Tôi là ba của ông Boy. Em với đứa em với đứa cháu. Rồi giới thiệu nữa đi. Chị. Đây là gia đình hết nè, ba chị, ba chị dâu, vợ, cháu, cháu vợ, Penny là Penny, cháu vợ luôn. Penny không biết à, em bằng con. Em không chú. Giờ không ai chào bàn hết rồi chứ. Penny nơ, nơ em út, con chú. Mặc dù chỉ là một buổi tiệc nhỏ và chỉ có gia đình mình mà thôi, nhưng Phương cũng đã có một ngày rất là vui. Mọi người đã cùng nhau ăn uống, trò chuyện và ca hát rất vui vẻ. Món quà đặc biệt nhất Phương được nhận là một chiếc búp bi có khắc tên đầy đủ của mình trên đó. Thật sự cảm ơn Khanh và Tini đã tặng một món quà cực kỳ ý nghĩa này nhé. Cái búp này đẹp quá à, mà tiếc không dám đem ra dùng luôn nè. Ngoài ra Phương cũng được nhận rất nhiều lì xì từ Mợ Lan, bác Long, bố của anh Michael, vợ chồng chị Vi, vợ chồng anh Nguyên và anh Toàn. Cuối cùng không thể quên kể đến lì xì của mẹ anh Michael và món quà tốt nghiệp từ chị Jennifer. Tình yêu thương này Phương sẽ mãi mãi ghi nhớ.
mọi người đã dành thời gian cho video này của Phương. Mọi người hãy nhấn đăng ký kênh để xem thêm nhiều video từ Phương nữa nhé. Bye bye.